Hôm nay Út Bỉnh xin giới thiệu đến các bạn một chương trình rất hay và rất là thích thú. Đó là chương trình Google Earth. Với sự phát triển của Internet, thế giới đã trở nên ngày càng phẳng. Bạn đã có thể trao đổi với một người ở bên kia bán cầu bằng văn bản, âm thanh và thấy cả hình ảnh của nhau trong khi đang thảo luận. Hơn thế nữa, thông qua mạng toàn cầu, phần mềm Google Earth còn giúp bạn đi du lịch đến mọi nơi trên trái đất này để cảm nhận bao nhiêu điều kỳ lạ và thú vị mà không cần rời khỏi chiếc ghế êm ái trong phòng. Bây giờ, để bắt đầu đi vào chương trình Google Earth, Út Bỉnh xin hướng dẫn cho các bạn cách tìm chương trình và cách download chương trình. Thứ nhất, bạn nhấp vào một trình duyệt. Ở đây Út Bỉnh sử dụng chương trình Mozilla Firefox và gõ Google Earth, Enter. Tôi nhấp lên trang web đầu tiên và tôi nhấp download Google Earth phiên bản 6 và tôi nhấp agree and download. Tôi chọn nơi lưu là desktop, nhấp nút save và tôi nhấp nút start download, với điều kiện là bạn phải có cài đặt trước đó chương trình Internet Download Manager, nó mới hiện ra cái bảng này để cho bạn start download. Tôi đã download xong, tôi đóng cửa sổ này lại. Đây là chương trình Google Earth. Bây giờ tôi nhấp lên để bắt đầu cài đặt chương trình này. Sau khi tôi cài đặt xong thì nó hiện ra cái shortcut của chương trình này. Tôi nhấp đúp lên shortcut. Sau khi download thành công, tôi nhấp vào cái chương trình Google Earth tại desktop để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất thì chương trình tự động hiện ra. Tôi nhấp vào shortcut của chương trình tại desktop. Hiện ra giao diện của chương trình. Chương trình Google Earth có nhiều rất nhiều công dụng, nhưng ở đây tôi xin hướng dẫn cho các bạn một công dụng lý thú nhất là tìm được những hình ảnh tại nơi bạn cư trú. Nhưng mà những hình ảnh này nó chỉ cung cấp cho các bạn đối với những nước tiên tiến, còn những nước như chúng ta thì chưa có đầy đủ hình ảnh trong cái chương trình này. Trước nhất, bây giờ bạn nhấp vào tab Fly To và ở đây tôi thí dụ như tôi có một cái địa chỉ một người anh ở bên Úc. 568. Tôi nhập 568 Victoria Barrage, East Melbourne và tôi nhấp vào kính lúp. Lập tức chương trình xoay qua đất vào đến cái địa chỉ đó. 568 Victoria Barrage, East Melbourne.
khi muốn sử dụng chương trình này thì bạn sẽ sử dụng con chuột bằng cách rê qua rê lại, xe núm giữa, xe tới, xe lui và sử dụng các công cụ ở bên tay phải. Bây giờ muốn biết cái địa chỉ nằm ngay chỗ nào thì tôi nhấp vào đây. Nó chỉ cái mũi tên là đây. Đây là căn nhà 568 Victoria Barat. Bây giờ tôi lấy một cái hình người này và tôi để cái chân ngay cái mũi nhọn của cái địa chỉ này. Nó đã cho tôi cái con đường nằm ngay cái địa chỉ đó. Và nó chỉ về hướng này. Bây giờ tôi dùng con chuột, tôi rê. Và tôi nhấp lên địa chỉ này để định hướng. Và tôi nhấp lên địa chỉ này. Đây, nó cho tôi căn nhà này là 568. Tôi dùng con chuột tôi rê. Và tôi thâu nhỏ nó lại để tôi xác định vị trí. Tôi xe con chuột trở lui thì là tôi đang đi tới con đường này. Và tôi xe con chuột tới thì tôi đang đi bộ trên con đường này. Và tôi rê con chuột qua phải, qua trái. Và tôi nhấp đây, nó chỉ căn nhà này. Bây giờ tôi rê con chuột qua đây để tôi đi tới tiếp. Và tôi xe con chuột để tôi đi tới. Đi con đường này. Và tôi xe con chuột đi tới thì tôi đang đi tới. Tôi xe con chuột trở lui thì tôi đang đi lui. Đây là con đường lúc trước tôi đi qua đây năm 2000 tôi đi bộ. Tôi đi bộ đến ngã tư này. Đó, và tôi xe con chuột đi tới thì nó tới. Tôi rê con chuột qua đây thì tôi thấy căn nhà đây. Và tôi xác định lại địa chỉ, nó chỉ nhà đây. Và tôi dồn lại cái hướng tới. Tôi rê con chuột đi tới để tôi đi tới. Bây giờ tôi muốn quẹo. Tôi đi đến ngã tư. Và tôi muốn quẹo qua đây, tôi rê con chuột qua. Tôi muốn đến căn nhà này để xem coi nó là cái nhà gì. Tôi phóng to ra. Đó là một công dụng của Google Earth để kiếm nhà cho địa chỉ cụ thể của những xứ tiên tiến, thì các bạn sẽ có đầy đủ hình ảnh để và bạn thỏa mãn cái thích thú đi dạo trên những con đường đó. Cái bài tiếp theo Úc Bỉnh sẽ hướng dẫn cho các bạn trong sử dụng tiếp tục các tab của chương trình Google Earth. Rất là lý thú. Bây giờ tôi nhập một địa chỉ ở bên Úc. Tôi nhấp nút search, nó ra cái địa chỉ này.
và nó chỉ cái mũi tên này. Tôi lôi cái hình nhân này, tôi đặt cái chân ngay cái đầu địa chỉ này. Và nó đã cho tôi được hình ảnh. Bây giờ mũi tên này của địa chỉ này hướng về đây, tôi rơi qua đây. Chỉ qua đây. Nó chỉ căn nhà này. Tôi thu nhỏ lại. Đây là cánh cửa của căn nhà này.
Tôi xe con chuột đi tới, xe con chuột đi lui. Tôi rẽ qua phải. Là đây, nó chỉ căn nhà này. Tìm được nhà của người bạn ở bên Mỹ. Nói tóm lại, chương trình Google Earth này rất là hay. Và nếu rảnh thì các bạn nên vào xem.